Tên Miss Universe Việt Nam Bùi Quỳnh Hoa bị nam em tố bẩn tính, dùng tiền hãm hại chị em, cái gì em chả làm được. Bùi Quỳnh Hoa chính thức được gọi tên cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2023, mà đăng quang đang gây những tranh cãi lớn trên các diễn đàn mạng xã hội. Cụ thể, tối 29 tháng 9, đêm chung kết Miss Universe Việt Nam 2023 đã khép lại với ngôi vị hoa hậu thuộc về Bùi Quỳnh Hoa. Nhưng một trong những điều gây chú ý tại đêm thi này là người đẹp Nguyễn Thị Lệ Nam chỉ dừng chân ở top 10, không lọt vào top 5, dù trước đó cô được đánh giá là thí sinh sở hữu nhan sắc ấn tượng, có triển vọng tranh ngôi vị cao nhất. Ngay khi kết quả được công bố, nam em gái song sinh của Lệ Nam đã đăng lên trang cá nhân dòng trạng thái cực gắt. Chê, dưới phần bình luận cô còn đăng ảnh tân hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa trong giây phút đăng quang kèm với lời chú thích: "Mai em xin tụng kinh sám hối tội sân si sao ạ?" Chưa hết, nam em còn tố Bùi Quỳnh Hoa chơi xấu mình. Top 8 Miss Earth đăng tải trên story: "Hoa ơi em cứ chạy seeding tạo group anti chị đi, em có tiền mà, cái gì em chả làm được, chị lui cưng." Động thái thẳng thắn của nam em đã nhanh chóng thu hút nhiều bình luận của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng nam em đã rất bức xúc vì kết quả cuộc thi chưa thuyết phục và vị trí top 10 chưa xứng đáng với chị gái của mình. Một bộ phận khán giả cũng đồng tình với ý kiến của nam em. Bên cạnh đó cũng có những khán giả cho rằng việc nam em chia sẻ ảnh của tân hoa hậu trong bài đăng trái chiều này là không nên. Ngoài bị nam em mỉa mai, Bùi Quỳnh Hoa còn gặp sự cố khi đội vương miện. Cụ thể không biết do chưa có kinh nghiệm trao vương miện hay vì nguyên nhân nào đó, Lan Khuê và Quỳnh Nga mất khá nhiều thời gian để đội vật phẩm đăng quang này cho Bùi Quỳnh Hoa. Ngoài ra, chiếc vương miện bị đội hơi lệch, đè xẹp mái tóc của Bùi Quỳnh Hoa khiến tổng thể nhan sắc của người đẹp khi đăng quang bị dìm đáng kể. Trên các diễn đàn, nhiều ý kiến cho rằng Bùi Quỳnh Hoa bị chính vương miện dìm vẻ đẹp vì quá to. Chiếc vương miện dành cho đương kim Miss Universe Việt Nam 2023 được tiết lộ nặng hơn nửa kg và thiết kế trông khá cao. Với việc đăng quang Miss Universe Việt Nam 2023, Bùi Quỳnh Hoa chính thức đại diện cho nhan sắc Việt dự thi Miss Universe 2023 diễn ra tại El Salvador vào tháng 11 tới. Cô sẽ có khoảng hơn một tháng chuẩn bị trước khi lên đường chinh chiến quốc tế. Bùi Quỳnh Hoa sinh năm 1998, được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho vương miện ngay từ đầu cuộc thi. Cô cao 1m75, số đo 3 vòng 86, 60, 93cm, hiện theo học Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Người mẫu kiêm doanh nhân 25 tuổi được khen ngợi bởi gương mặt xinh đẹp, sáng sân khấu và sự đầu tư chỉn chu. Tại vòng chung kết Miss Universe Việt Nam 2023, cô giữ phong độ ổn định qua các hoạt động, bứt phá khi lọt top 5 người đẹp biển. Kỹ năng trình diễn chuyên nghiệp và nụ cười rạng rỡ cũng là điểm mạnh của 9X giữa dàn thí sinh. Quỳnh Hoa là gương mặt quen tại các cuộc thi nhan sắc, từng thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 nhưng không đạt thành tích, đăng quang Hoa hậu Áo dài Việt Nam Thế giới 2017, đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2018. Năm 2022, cô lọt top 10 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và đăng quang Siêu mẫu quốc tế tại Thái Lan. Năm nay, Quỳnh Hoa là huấn luyện viên cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam Miss International Queen và Hoa hậu Trái đất Việt Nam Miss Earth Việt Nam. Trở lại đấu trường nhan sắc một lần nữa, Hoa hậu người Hà Nội từng chia sẻ gặp áp lực vì bản thân vốn đã có danh hiệu, sợ khán giả thất vọng nếu không lọt top cao. Trước khi nhập cuộc vào đầu tháng 9, người đẹp ra sức trau dồi kỹ năng ứng xử, tiếng Anh, trình diễn để có sự xuất hiện chín chu nhất. Ngoài công việc người mẫu thời trang, tân hoa hậu còn kinh doanh bất động sản, hoa tươi nhập khẩu và sản xuất cà phê. Công việc kinh doanh vừa giúp cô có thêm thu nhập, nguồn tài chính để thi sắc đẹp và thực hiện các chương trình thiện nguyện, dự án cộng đồng. Ít người biết Quỳnh Hoa từng bị bố phản đối khi quyết định dấn thân thi sắc đẹp. Đến giờ tuy chưa hoàn toàn ủng hộ nhưng tôi tin bố đã bớt suy nghĩ tiêu cực về nghề. Bố mẹ đều muốn những điều tốt đẹp nhất cho con gái. Khi không được gia đình ủng hộ, tôi càng có nhiều động lực để cố gắng và phát triển hơn nữa. Tôi đã minh chứng được điều đó qua sự thành công và tính cách độc lập. 9X từng tâm sự với Vietnamnet.